Xin thưa bà con cô bác, hiện tại Pamego đang đứng đây là ngã tư đường Trần Đạo với đường Đề Thám. Sau lưng này là nhà thờ Tin Lành, bên kia đó là rạp Công Nhân, Nguyễn Nhân Hảo. Năm xưa hồi đó cái rạp đó đông lắm nha bà con, lúc nào sáng trưa chiều tối lúc nào cũng thấy đông người á, người ta vô trỏng người ta coi cine xem phim á. Rồi giờ mời bà con cô bác lên xe ha, để cùng với Pamego đi dạo Sài Gòn sáng ngày hôm nay. Nóng quá. Sài Gòn hôm nay mới có 8 giờ mà nóng quá trời nóng. Nóng kinh hồn nóng. Bên đây hồi đó là vũ trường Tháp Nga đó bà con, giờ là phim Đề Ly á. Để ba mấy cầu chở bà con bác đi dạo vòng vô phố Tây Bùi Viện. Ở đây là trường Nguyễn Thái Học nè. Trường này hồi đó người ta gọi là trường Trương Minh Ký. Bên kia là anh Teleman. Giờ mình sẽ đi vô cái con đường Bùi Viện bên đó. Bà con có bác thấy không? Ở Việt Nam mình đó bà con, không có lên rẽ trái á, ở dưới nó cứ ẩu ào 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 mém nữa, ba mấy rồi lại bị đụng xe rồi đó. Mà mình canh đèn đỏ mà nó vắng ấy, mình quẹo qua thì mình thành ra mình vượt đèn đỏ. Mà đèn xanh lên cái bắt đầu mình quẹo qua cái dưới xe nó cứ lủi lên. Khổ lắm chứ không phải giỡn không. Việt Nam mình không có lên cái gọi là cái lên rẽ trái. Ở nước ngoài xin thưa bà con cô bác á, có lên rẽ trái nha bà con. Cho nó mỗi lần nó dành cái đường chứ mình vừa rẽ trái qua bên kia đổ ào xuống nguy hiểm mấy mồ luôn á. À, đây là phố Tây Bùi Viện. Xin thưa bà con bác, để ba mấy cầu lượt sơ chút xíu ha. Cách đây 49 năm về trước, bà con cô bác có biết không, ngày 28 tháng 4 năm 1975, cách đây 49 năm về trước, tình hình Sài Gòn bây giờ là chiến sự nóng bỏng lắm bà con. Vào ngày 28 tháng 4 này thì nó có nhiều cái sự kiện rất là quan trọng diễn ra. Đầu tiên đó là xin thưa bà con cô bác, đó là Tổng thống Hương đã chính thức bắt đầu là trong ngày hôm nay là từ chức, trao quyền Tổng thống lại cho ông Dương Văn Minh vào ngày 28 tháng 4. Và ông Minh sẽ thành lập ra một cái chính phủ mới mà mình thường hay gọi là chính phủ 3 ngày á. 28, 9, 30 á. Dự định đó là sáng ngày 30 sẽ ra mắt, sẽ mắt toàn dân về cái thành phần dân sự chính phủ mới. Nhưng mà cái ngày đó thì nó không được diễn ra. Cho nên chính phủ 3 ngày là của ông Dương Văn Minh. Thì cái ngày 28 này là cái ngày mà rất là trọng quan trọng. Ông Hương từ chức và ông Minh lên. Còn xét về cái tình hình mà chiến sự á, xin thưa bà con bác, ngày hôm nay là ngày 28 là tất cả các vòng vây bây giờ càng ngày càng khép chặt lại. Và trên đường phố ở những cái vùng ven á, bà con bác sẽ thấy một cái làn sóng di tản. Có nghĩa là mất tới đâu là dân di tản tới đó, mất tới đâu là dân di tản kéo theo rất là nhiều. Và bà con cô bác có thể xem lại những tấm hình ảnh mà coi như là hàng đoàn người mà di tản tập trung hầu như là người dân đều tập trung về Sài Gòn đó bà con. Cứ xuôi về Nam. Tính từ hồi mà quân đoàn 1, quân khu 1 bị thất, vùng 1 á bị thất bại là hầu như là người ta gọi là xuôi Nam. Tất cả các quân binh chủng luôn á,
ha, bị đánh ở đâu rồi coi như là mạnh ai nấy xuôi nam, cứ tìm đường mạnh ai nấy tìm đường thôi chứ không còn đi theo đội hình nữa, cứ xuôi nam. À, đây là đường Bùi Viện. Thì tình hình chiến sự là ngày 28 này là diễn ra ác liệt nhất, đó là ở ngay chỗ ngoài Biên Hòa, Hồ Nai, Bến Cát đó. Đó, dọc ở ngoài đó là hôm nay là 28, hôm nay là bắt đầu là bao vây Hồ Nai nữa. Còn bên kia là coi như là cắt đứt ngay cái cứ điểm mà đánh, chuẩn bị đánh vào Lái Thiêu nè trong ngày 28 này đó. Rồi uy hiếp sư đoàn 5 bộ binh. Rồi pháo kích vào Tân Sơn Nhất. À, nhắc cái vụ pháo kích vào Tân Sơn Nhất. Trong ngày hôm nay gần 400 trái pháo, 400 trái đạn bao nhiêu là pháo kích thẳng vào sân bay Tân Sơn Nhất rồi không? À, có nghĩa là hầu như là trước khi đánh một cái trận nào đó là cái vùng nào là cái như là hầu như là quân giải phóng là tập trung hết tất cả lực lượng là cái như là để triệt hạ đầu tiên là cái sân bay vậy bà con. À, cho nên là lần trước là sân bay Biên Hòa, vì uy hiếp vào sân bay Biên Hòa mà dẫn đến là cái như là Xuân Lộc thất thủ. À, trường này trường Chu Văn An nè, hồi xưa là trường Hưng Đạo. À, và lần này cũng vậy đó, trước khi mở màn đánh thẳng vào Sài Gòn thì đầu tiên là ngày 28 này là bắt đầu dồn hết tất cả lực lượng bao nhiêu là đánh thẳng vào sân bay, pháo kích vào sân bay chứ không có đánh thẳng vào được đâu. À, đánh thẳng đó luôn bà con cô bác còn nhớ một cái viên trung úy phi công Nguyễn Thành Trung không? À, thì sau khi mà đánh bom, ui trời, đây hồi đó là trường Hưng Đạo luôn nha bà con, bây giờ là trường sân khấu điện ảnh. Thì sau khi mà đánh bom Dinh Độc Lập xong, bắt đầu là bay ra, thoát ly ra ngoài. À, thì ngày hôm nay là ngày 28, sau khi mà coi như là bà con cô bác biết mà, sau khi mà Việt Nam Cộng Hòa thất thủ mấy cái sân bay rồi thì bắt đầu là thu những cái chiến lợi phẩm. Thì hôm nay là chính trung úy Nguyễn Thành Trung đã dẫn đầu một cái phi đội xuất phát từ Phan Rang. À, với những chiếc máy bay của Việt Nam Cộng Hòa để lại luôn nha bà con, và đã dội bom thẳng trực tiếp vào những cái đường băng của sân bay Tân Sơn Nhất, dẫn đến tê liệt luôn cả sân bay Tân Sơn Nhất ngày hôm nay luôn. Bây giờ là coi như là các đường băng là không cất cánh được và chỉ còn trực thăng, mà trực thăng bây giờ cũng không đáp được ở sân bay Tân Sơn Nhất tại vì nó pháo kích quá nhiều. Cho nên là bây giờ là bà con bác sẽ thấy ngày 28 tháng 4 này là sẽ bắt đầu là xuất hiện ra những cái cuộc di tản của trực thăng Mỹ ở trên mấy cái nóc tòa nhà, là bắt đầu từ ngày 28 này bà con. Cho nên là cái đánh dấu sự kiện ngày 28 tháng 4 năm 1975 là nhiều cái đánh mốc sự kiện lắm. Rồi bên tay trái bà Michael đây, hồi xưa là cái nhà lộ vận nằm đây nè bà con. Rồi bên tay phải này là rạp quốc tế nè, sau này hình như đổi tên là rạp Thanh Bình thì phải. Đó cái tòa nhà này, 343. Như vậy là tất cả vòng quay đang được khép chặt lại. Thì cái vấn đề mà miền Nam Việt Nam chuẩn bị đất phim hay là gọi Sài Gòn đất phim á, là chỉ bây giờ chỉ còn đếm lại là từng phút từng giây thôi nha bà con. Rồi chúng ta đang đi trên con đường này, đường Phạm Ngũ Lão. Hồi xưa khu này là tòa soạn báo nhiều lắm. Mấy khách Tây nè bà con, quá thấy không, người dân bắt đầu người ta đi chơi nè bà con. Ở đây thì sẽ đi hai cái chỗ nha bà con. Thứ nhất là Phan Thiết, thứ hai Nha Trang. Bà con có thấy đây nè, là Phan Thiết Nha Trang nha. Khởi hành ở từ đây nhiều lắm, xe đi Phan Thiết Nha Trang, mà thực ra là xe đi Nha Trang, nhưng mà trên đường ra Nha Trang thì nó sẽ đi ngang qua Phan Thiết.
ba đường Phạm Ngũ Lão với đường Nguyễn Thị Nghĩa. Bên tay phải 30G đây là hồi xưa là rạp Thành Sương, sau đổi tên lại là rạp Diên Hồng. Đó, bên tay phải luôn rồi bà con, cái chỗ vũ khí nè. Mà cái mặt nó nằm ở trên đường Yassin nha bà con. Mình thì gọi là Yassin vậy thôi chứ thật ra tên của ổng là phải là Yassin. Đó, ở đó đây là cái cổng nè. Cái cổng của rạp Thành Sương ở đây. Ở đây có đình Thái Hưng nè. Bên kia là Nguyễn Kim, bên tay phải mình quẹo tí xíu là có cái tòa hành chánh quận nhì năm xưa. Nhìn thẳng qua kia là Nguyễn Văn Hảo, nhà của ổng đó bà con. Trong cái thành phần mà chính phủ 3 ngày của ông Dương Văn Minh đó là ông Nguyễn Văn Hảo này như là thủ tướng. Ba mươi cậu nhớ là như vậy. Cơm chay Tín Nghĩa. Cơm chay Tín Nghĩa hôm nay có mở bán nè. Mấy cô chú đây giờ là mở bán chơi cho vui thôi. Khi nào khỏe là bán, mệt thì đóng cửa nghỉ. Ở đây là chợ Bến Thành nè. Đây là hồi xưa có cái nhà điều hành xe buýt ở đây. Có cây xăng ở đây luôn nè. Hình như là hai cây luôn á. Ở trên ngay cái đây nè, nó có hai cây mới đủ đáp ứng đủ đổ xăng. Bên kia là chợ Bến Thành. Bà con quá thấy vắng không? Bắt đầu người dân Sài Gòn người ta đi chơi rồi. Bắt đầu Sài Gòn bắt đầu vắng nha bà con. Bên đây là trụ sở Quả Xa nè, có pháp trường Cát nè. Đằng kia là bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. Ngay đây nè, cái mũi tàu ngay đây nè, hồi đó là cái bốt Lê Văn Kiên. Để xích xuống nữa đó là bệnh viện Đô Thành nè. Bà con quá không, dân Sài Gòn thì rời đi thì du khách họ sẽ tới. Ở đó đây là khách cái nhà hàng Thanh Bạch nè. Rồi Cine Vĩnh Lợi. Rồi hầm Rượu Vang. Nhà thuốc Tây. Đây cũng còn cái lễ hội hoa anh đào nè. Lần này ba mươi lên Đà Lạt là nhằm ngay mùa hoa anh đào luôn. Hãy lên xứ hoa đào dừng chân. Hát hai bài Ai Lên Xứ Hoa Đào cũng hay, hay lắm bà con. Mà ba mươi có sổ. Bên tay phải này hồi xưa là cửa hàng Viễn Đông. Cửa hàng Thiếu Nhi. Wow, 1936, cái chỗ nào mà nó mở lâu dữ vậy? Nó đang quảng cáo cái gì nè? Mà kem mỹ phẩm. Đang quảng cáo kem mỹ phẩm á bà con. Chuẩn bị ra mắt nè. Cái khu xương sa tắc bây giờ được làm để làm mấy cái bia
quảng cáo. Nắng ghê không? Đây là phố đi bộ. Bên tay phải 30 đây là cái tòa Hòa Giải nè. Đèn xanh nè. Đây là những cái sạp dựng lên nè bà con. Chuẩn bị một cái tổ chức một cái buổi gì nè. Lớn lắm rồi nha. Bà con có thấy hoành tráng không? Tối 30/4 30 sẽ dẫn bà con bắt ra đây chơi. Coi bắn pháo bông nha bà con. Tối 30/4 mình đi coi bắn pháo bông. Dưới đây cũng có một đống ghế nè, chắc không biết là biểu diễn cái gì nữa bà con. Tổ quốc bên bờ sóng. Ở đây là đang là triển lãm tranh bà con, với chủ đề là tổ quốc bên bờ sóng. Bờ sóng hả ta? Tổ quốc bên bờ sóng. Giờ mình quẹo chạy vòng cho bà con các bác xem. 30/4 cho bà con các bác xem phố đi bộ Nguyễn Huệ trong những cái kỳ nghỉ lễ như thế nào. Mọi thứ đang chuẩn bị cho ngày 30/4 nè. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đường Mặt Thị Bưởi nè, xưa là đường Nguyễn Văn Thinh. Ở đây là cà phê Siao nè. Về nước nhớ ghé quán này ăn nha bà con. Cà phê rất là ngon. Bà ăn cũng rất là nhiều món ăn Tây ta, Âu Tàu gì có đầy đủ hết. Cách Tây đi du lịch quá trời luôn nè bà con, quá thấy không? Rồi giờ ba mày cầu quẹo phải. Ở đây là công viên, này là công viên Lam Sơn. Công trường này người ta gọi là công trường Lam Sơn. Hồi đó đây có tượng đài hai người lính thủy quân lục chiến ở đây nè bà con. Bên kia là tòa Hạ Nghị Viện. Đây là kiến khách sạn Caravelle nè. Trời ơi. Mặt bằng vàng rồi bà con.
Đó, đây có cái rạp Katina ở đây, vũ trường đêm màu hồng cũng ở trong đó luôn, đường Nguyễn Thiếp nè. Roda nè, hãng giày Bata nè, khách sạn Bông Sen nè. Đường này đường Đông Du, hồi xưa là đường Thái Lập Thành.